Này các bạn ơi, nồi sắn mình cho vào mình đun sôi lên này các bạn này. Đấy, đun sôi lên một cái là nó nhuyễn như nước luôn. Đấy, này ví dụ như các bạn mà nấu cháo cho lợn, cho chó, cho gà thì các bạn xem này. Đấy, nhuyễn luôn, chỉ cần đun sôi lên một cái là nó nhuyễn như nước luôn các bạn ạ. Nhuyễn như là cháo bột lọc luôn đấy, chứ không 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 còn một tí nào gọi là đấy, các bạn nhìn này. Đấy, nhuyễn thế cơ mà các bạn. Đây các bạn, đây là sắn mình đã ủ được nửa tháng. Bây giờ hôm nay là 22 thì mình ủ hôm mùng 3 được 20 ngày các bạn ạ. Đấy, 20 ngày là mình bắt đầu sử dụng cho nấu cho gà ăn này, các bạn nhìn này. Bây giờ cái sắn này bây giờ mình bóp bóp một cái là nó nhuyễn luôn các bạn nhé. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn. Bóp một cái là nó nhuyễn luôn. Đấy. Nhuyễn như bột luôn các bạn ạ. Này. Này là các bạn cứ để thoải mái nhá. Mình bới cho các bạn xem. Trông thì nó thế này thôi. Thế nhưng mà các bạn bóp ra một cái là nó nhuyễn luôn các bạn ạ. Này. Đấy. Đấy. Nhuyễn luôn. Đấy. Không cần các bạn phải đun lâu, các bạn chỉ cần đun sủi nước lên, sủi sắn này lên thôi là nó đã nhuyễn nhừ ra rồi. Nhưng mà bây giờ cái sắn này của chúng ta mà chúng ta để thêm nữa thì nó cũng không bao giờ nó bị thối. Kể cả các bạn để 1 năm, 2 năm không sao các bạn ạ. Để các bạn để lâu từ 1 tháng trở lên nữa thì cái sắn này của chúng ta chúng bới ra như thế này nó không còn cái sợi này nữa các bạn ạ. Nó sẽ tan luôn, nó ra thành thành bột luôn các bạn ạ. Thì nếu như các bạn mà đóng vào các cái tải mà có cái ni lông ở bên trong á, xong lúc các bạn bỏ ra á, nó thành một cái khuôn luôn, cái khuôn bột luôn. Khi các bạn sử dụng cho các con vật nuôi ăn á, thì rất là tiện lợi, rất là tiện dụng các bạn và mình đã mang đi để mình nấu, mình nấu xong đun sôi lên một cái là nó nhuyễn luôn. Đây là kết quả của sắn của mình ủ sau 20 ngày sau nha các bạn nhé. Này, mình bới cho các bạn xem. Trên dưới như nhau. Không có một tí mốc meo nào, không có nước. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là tiện lợi các bạn ạ. Nếu như các bạn mà ủ sắn tươi theo cái cách này á, thì đấy mình bới cho các bạn xem tận dưới đáy. Đấy. Bây giờ các bạn đấy, các bạn thấy không à, nát nhũn luôn, mới được có 20 ngày các bạn nhé. Từ 1 tháng trở đi thì các bạn yên tâm là nó sẽ thành bột luôn đấy các bạn ạ, không có mùi chua, không lên men, nhưng mà nó rất là thơm ngon khi các bạn sử dụng mà nấu cho các con vật, nấu cháo cho các con vật ăn đấy. Kể cả cái này các bạn có cho trâu, bò ăn thì cũng rất là ngon. Đấy, các bạn chưa múc ra xong rồi à. Một là các bạn cứ để thế này. Hai là các bạn cho nó pha lẫn với nước, các bạn cho nó ăn nha các bạn nhé. Và video của mình ở đây xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì mong các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết cái cách này để chúng ta làm cho nó tiện lợi trong cách bảo quản nha các bạn. Các bạn bảo quản theo cách này nó sẽ dễ hơn và nó đơn giản hơn và hiệu quả hơn cái cách các bạn phơi khô. Và các bạn bảo quản nhé. Phơi khô thì các bạn để mà không cẩn thận là nó sẽ mốc. Nhưng để các bạn để như thế này thì kể cả trời mưa trời nắng không sao các bạn ạ. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đây các bạn ơi, nồi sắn mình cho vào mình đun sôi lên này các bạn này. Đấy, đun sôi lên một cái là nó nhuyễn như nước luôn. Đấy, này ví dụ như các bạn mà nấu cháo cho lợn, cho chó, cho gà thì các bạn xem này. Đấy, nhuyễn luôn, chỉ cần đun sôi lên một cái là nó nhuyễn như nước luôn các bạn ạ. Nhuyễn như là cháo bột lọc luôn đấy, chứ không còn một tí nào gọi là. Đấy, các bạn nhìn. Đấy. Nhuyễn thế cơ mà các bạn.